chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Quang Hải Vlog. kính thưa quý vị và anh chị em, có rất nhiều điều cần biết về đức Benedicto 16 người đã trở thành linh mục, tổng giám mục, hồng y và giáo hoàng. 1. Ngài rất thích mèo, đàn piano và nhạc mozart. khi còn là một hồng y sống ở Roma, ngài chuẩn bị những đĩa thức ăn cho mèo hoang. Khi những con mèo thân thiện gần văn phòng Vatican của ngài bị thương, ngài băng bó vết thương cho chúng. Vào năm 2005, năm ngài trở thành Giáo hoàng, Đức Benedicto có một con mèo lông ngắn màu trắng đen, tên là Chico sống tại nhà của ngài ở Bavaria. Khi chuyển đến sống trong các căn hộ ở Vatican, ngài vẫn phải tuân theo quy định, không được phép nuôi chó mèo. Những sở thích khác của ngài bao gồm piano là nhạc cụ mà ngài đã chơi trong nhiều năm. Nhà soạn nhạc Mozart là một người rất được ngài yêu thích. Đức Benedicto nói với người phỏng vấn Peter trong cuốn sách năm 1996 muối của thế gian, âm nhạc của ngài không chỉ là giải trí, nó chứa đựng toàn bộ bi kịch của sự tồn tại của con người. Hai, khi còn trẻ, ngài đã phải thi hành quân dịch trong quân đội Đức quốc xã một chế độ đã chế nhạo mong muốn trở thành linh mục của ngài. Đức Benedicto 16 tương lai lớn lên tại ngôi làng nhỏ, ở miền nam nước Đức vào thời điểm Đức Quốc xã thống trị đất nước. Gia đình Ratzinger chống Đức Quốc xã. Cha của ngài, một cảnh sát, đã đăng ký mua một tờ báo chống Đức Quốc xã. Chủ bút của tờ báo Fritz lịch đã bị Đức Quốc xã sát hại một người em họ 14 tuổi của Jack Singer mắc hội chứng đau đã bị Đức Quốc xã bắt đi và nhanh chóng qua đời. Anh ta có lẽ đã bị sát hại trong chiến dịch vô nhân đạo của Đức Quốc xã chống lại những người mà họ cho là khiếm khuyết và là ánh nặng của quốc gia. Thanh niên Jack Singer đã phản đối các hoạt động bắt buộc của đám thanh niên Hitler và tìm cách né tránh một số hoạt động như sau này ngài kể lại trong cuốn hồi ký các cột mốc. Chị gái của ngài đã từ chối trở thành một giáo viên vì không muốn bị buộc phải dạy một chương trình ca tụng Đức Quốc xã. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Ratzinger phải đi nghĩa vụ quân sự. Ngài và anh trai đều muốn trở thành chủng sinh. Khi một đám binh lính chính trị tập hợp Ratzinger và những người lính khác đến một cuộc họp tuyển dụng vào binh lính chính trị, mong muốn trở thành linh mục của ngài đã khiến ngài bị chế giễu và lăng mạ nhưng cũng vì thế, ngài thoát được việc phải phục vụ trong quân đoàn binh lính chính trị sắc máu trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến, ngài đã đào ngũ là một hành động có thể bị trừng phạt bằng cái chết. Trong chuyến thăm tháng 4 năm 2008 đến Đại chủng viện Thánh Du Xe ở Yonkers, New York, Đức Benedicto đã gọi Đức Quốc xã là một chế độ độc ác tưởng rằng nó có tất cả các câu trả lời. Ảnh hưởng của nó ngày càng lớn xâm nhập vào các trường học và cơ quan dân sự cũng như chính trị và thậm chí cả tôn giáo trước khi nó được công nhận hoàn toàn là một con quái vật. Nó trục xuất Chúa và do đó trở nên thù ghét bất cứ điều gì chân chính và tốt đẹp. Mặc dù chủ nghĩa quốc xã đã bị đánh bại, Ngài vẫn cảnh báo những người nghe mình rằng nó vẫn còn sức mạnh để tiêu diệt. Nhưng Chúa Jesus Kitô đã cứu chúng ta khỏi điều này, đấng chỉ cho chúng ta con đường vượt qua sự chết, là đấng chỉ cho chúng ta cách chiến thắng sự hủy diệt và sợ hãi. Do đó, chính Chúa Giêsu là thầy dạy đích thật của sự sống. 3. Sau khi sống dưới những tệ nạn của chủ nghĩa quốc xã, Đức Benedicto nhận thấy sự cần thiết của sự thật đối với tự do đích thực. Ngài cảnh báo người Mỹ chống lại sự đen tối của trái tim, sự nhẫn tâm của trái tim chiếm giữ, thứ mà trước tiên là phớt lờ, sau đó là sự chế giễu phẩm giá do Thượng Đế ban tặng cho mỗi con người. Ngài nói, còn có một bóng tối đặc biệt nham hiểm của tâm trí nó thao túng sự thật bóp méo nhận thức của chúng ta về thực tại làm hoen ố trí tưởng tượng và khát vọng của chúng ta nhưng mục đích nào cho phép một sự tự do bất chấp sự thật để theo đuổi những điều sai trái có bao nhiêu người trẻ đã được chia ra một bàn tay mà nhân danh tự do hoặc kinh nghiệm đã dẫn họ đến nghiện ngập mê muội về đạo đức và trí tuệ bị tổn thương mất tự trọng thậm chí là tuyệt vọng và thật bi thảm và đáng buồn là tự kết liễu cuộc sống của mình. Các bạn thân mến, sự thật không phải là sự áp đặt. Nó cũng không chỉ đơn giản là một tập hợp các quy tắc. Đó là một khám phá về đấng không bao giờ làm chúng ta thất vọng, đấng mà chúng ta luôn có thể tin cậy. Khi tìm kiếm sự thật, chúng ta sống bằng niềm tin, vì cuối cùng sự thật là một con người, Chúa Giêsu Kitô. Đó là lý do tại sao tự do đích thực không phải là một lựa chọn không tham gia. Đó là một lựa chọn tham gia, không gì khác hơn là buông bỏ bản thân và cho phép mình được thu hút vào chính bản thể của Chúa Kitô vì người khác. 4. Ngài lấy tên là Đức Bê-Nê-Đích-Tô để tôn vinh một vị giáo hoàng và một vị thánh. Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ tư, ngay sau cuộc bầu cử vào tháng 4 năm 2005, ngài giải thích rằng ngài đã chọn tên Benedicto như một liên kết với đức giáo hoàng Benedicto 15, người đã hướng dẫn giáo hội vượt qua thời kỳ hỗn loạn của chiến tranh thế giới thứ nhất. Ngài nói rằng cái tên này cũng gợi lên nhà lãnh đạo tu viện ở thế kỷ thứ sáu, thánh Benedicto thành Nursa, và quan điểm của ngài trong việc hình thành nguồn gốc Kitô giáo không thể chối cãi của văn hóa và văn minh Âu châu. Với tư cách là giáo hoàng. Đức Benedicto thường nói về sự cần thiết phải truyền giáo. Không có ưu tiên nào lớn hơn điều này, đó là giúp con người trong thời đại chúng ta một lần nữa gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa nói với chúng ta và chia sẻ tình yêu của Người để chúng ta có được cuộc sống sung túc. Ngài nói trong tông huấn Verbum Domini, nghĩa là Lời Chúa vào năm 2010. 5. Đức Benedicto 16 đã có những quyết định lớn chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng trẻ em hàng trăm linh mục phạm tội lạm dụng tình dục đã bị trừng phạt dưới thời Đức Giáo Hoàng Benedicto. Đây là sự tiếp nối công việc trước đây của Ngài tại Bộ Giáo lý Đức Tin, cơ quan đã có được quyền hạn cao hơn đối với các vụ lạm dụng tình dục giáo sĩ vào năm 2002. Hai tháng sau khi lên ngôi giáo hoàng, Đức Benedicto đã kỷ luật cha Maciel, người sáng lập có sức lôi cuốn và có ảnh hưởng lớn của dòng đạo binh chúa Kitô người từ lâu đã bị buộc tội lạm dụng tình dục các chủng sinh và sau đó được cho là đã có một cuộc sống hai mặt vô cùng tai tiếng. Tranh cãi đã nổ ra liên quan đến cáo buộc cho rằng Đức Benedicto XVI, khi còn là tổng giám mục Munich và Frey sinh từ năm 1977 đến năm 1982, đã cho một kẻ lạm dụng tình dục là cha Peter làm việc một vụ. Những cáo buộc này đã bị tòa thánh, và phụ tá thân cận của Đức Benedicto là Đức Tổng Giám Mục Giót Dư Gan Xuyên mạnh mẽ bác bỏ. Vị Tổng Đại Diện vào thời điểm đó đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định bổ nhiệm Linh Mục từ bên ngoài Tổng Giáo Phận đến một giáo xứ mà không có bất kỳ hạn chế mục vụ nào nơi cha Peter lại lạm dụng một lần nữa. 6. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên từ chức sau gần 600 năm. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Benedicto 85 tuổi đã gây chấn động thế giới khi tuyên bố nghỉ hưu bằng tiếng Latin. Ngài cho rằng tuổi cao và sức yếu là những lý do khiến ngài không thích hợp để thực hiện chức vụ của mình. Vào ngày 28 tháng 2, ngày mà đơn từ chức của ngài có hiệu lực, Đức Benedicto đã đi từ thành phố Vatican đến Castel Gandolfo bằng trực thăng. Tôi chỉ đơn giản là một người hành hương, đang bắt đầu chặng cuối cùng của cuộc hành hương trên trái đất. Ngài nói trong những lời cuối cùng với tư cách là Giáo hoàng, hãy cùng tiến lên với Chúa vì lợi ích của Giáo hội và thế giới. Hoàn cảnh bất thường của một cựu Giáo hoàng có nghĩa là Đức Benedicto đã đồng tác giả một cách hiệu quả trong một thông điệp với người kế nhiệm. Đức Thánh cha Francisco đã kết hợp văn bản chưa hoàn thành của Đức Benedicto trong thông điệp Lumen Fidei năm 2013 của ngài, tuyên bố đây là tác phẩm của bốn bàn tay. 7. Đức Thánh cha Francisco đã gọi Đức Benedicto là ông nội của tất cả các ông nội. Theo Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Benedicto là ông nội của tất cả các ông nội. Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi rất vui khi ngài sống ở đây, ở Vatican này, bởi vì nó giống như có một người ông thông thái ở nhà. Cảm ơn ngài. Đó là những lời của vị Giáo hoàng đương nhiệm với người tiền nhiệm của mình vào ngày 28 tháng 9 năm 2014 tại một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và những người cao niên từ khắp nơi trên thế giới bao gồm cả Đức Benedicto. 8. Đức Benedicto là một nhà tư tưởng sâu sắc. Ngài nhấn mạnh cả đức tin và lý trí trong đời sống Kitô giáo và trong văn hóa phương Tây. Trong bài giảng của mình, trước cơ mật viện năm 2005 bầu ngài vào ngôi giáo hoàng, Đức Ratzinger đã nói về một chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối nó không nhìn nhận điều gì là chung kết và để cho cái tôi và ý muốn của mình là mẫu mục duy nhất. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu Kitô là thước đo của chủ nghĩa nhân bản đích thật. Đức tin trưởng thành không phải là một đức tin trôi theo những làn sóng thời thượng hay mốt mới. Đức tin với vóc dáng đầy đủ và trưởng thành là một đức tin ăn rễ sâu xa nơi tình bằng hữu với Chúa Kitô. Đó là tình bằng hữu mở lòng chúng ta cho tất cả những gì là thiện hảo và cho chúng ta những tiêu chuẩn để phân biệt giữa đúng và sai, giữa giả trá và chân thật. Các cuốn sách của Ngài bao gồm nhập môn Kitô giáo, tập hợp các bài giảng đại học của Ngài, và Chúa Giêsu thành Nazareth là một nỗ lực của Ngài để giải thích Chúa Giêsu Kitô với thế giới hiện đại. 9. Triều đại giáo hoàng của Ngài đã tìm cách truyền cảm hứng cho sự đổi mới triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto được đánh dấu bằng những nỗ lực đổi mới văn hóa, trí tuệ và tâm linh, bao gồm cả cải cách phụng vụ. Ngài cũng giúp củng cố giáo hội sau những nỗ lực cải cách của công đồng Vatican II. Bản thân Đức Benedicto đã từng tham gia công đồng Vatican II vào những năm 1960, nơi Ngài từng là chuyên gia cho Hồng Y Joseph Prince. Đức Benedicto bác bỏ những giải thích về công đồng trong đó nhấn mạnh đến sự gián đoạn và đoạn tuyệt. Thay vào đó, Ngài nói công đồng lịch sử này cần được nhìn nhận trên tinh thần liên tục và cải cách. Những nỗ lực của Ngài nhằm thiết lập một cách giải thích hợp lý về công đồng Vatican II đã kéo dài đến cuối thời giáo hoàng. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2013, Ngài nói rằng ban đầu công đồng đã bị diễn giải sai qua con mắt của giới truyền thông và họ mô tả công đồng là một cuộc đấu tranh chính trị giữa các trào lưu khác nhau trong giáo hội. Thứ công đồng của giới truyền thông này đã tạo ra nhiều tai họa và rất nhiều khốn khổ, với kết quả là các chủng viện và viện nghiên cứu đóng cửa và phụng vụ bị tầm thường hóa. 10. Ngài là cộng tác viên thân cận của Thánh Gioan Phaolô II. Sau đó, Đức Hồng Y Singer đã phục vụ Thánh Do An Phao II với tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, một chức vụ mà Ngài đã giữ trong hơn 20 năm. Tôi đã ở bên cạnh Ngài và đến để tôn kính Ngài nhiều hơn nữa, Đức Benedicto kể lại. Sự phục vụ của chính tôi được duy trì bởi chiều sâu tâm linh của Ngài và bởi sự phong phú của những hiểu biết sâu sắc của Ngài. Gương cầu nguyện của Ngài liên tục gây ấn tượng mạnh và gây dựng cho tôi đức benedicto đã tham gia vào việc soạn thảo sách giáo lý của giáo hội công giáo và làm sáng tỏ giáo lý công giáo đôi khi công việc của ngài đòi hỏi phải phản đối những người công giáo dị giáo có ảnh hưởng ở hoa kỳ và tây âu những hành động này vì thế gây ra các phản ứng tiêu cực khi ngài được bầu vào ngôi giáo hoàng với tư cách là đức giáo hoàng Đức Benedicto 16 đã chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Do An Phaolô II vào ngày 1 tháng 5 năm 2011. Đức Do An Phaolô II được tuyên chân phước vì đức tin của Ngài, một đức tin mạnh mẽ, quảng đại và tông truyền, Đức Benedicto 16 nói vào thời điểm đó. Bằng chứng tá đức tin, tình yêu thương và lòng can đảm tông đồ, cùng với sức lôi cuốn nhân văn cao cả người con gương mẫu của ba lan này đã giúp các tín hữu trên khắp thế giới không sợ bị gọi là ki tô hữu thuộc về giáo hội và rao giảng tin mừng cảm ơn quý vị và anh chị em đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất